Em chào cả nhà. Chỗ này em thụng câu cá nè. Này đây câu cá nè. Đây chỗ này đó anh thụng câu cá lóc đó. Em chào cả nhà. Hai chồng đi thăm mấy rắn khu vực gần nhà. Đó, không rõ. Ừ. Còn không? Còn. Có không? Có gì đâu, còn chuột. Nè. Từ từ dính. Tại đây có cái anh chủ nhà nó có rắn chạy qua rồi lại bự lắm. Hồi sáng em mới nói nè. Nói gì? Nó thấy con rắn nè. Nó ngẩn đầu lên nè. Ừ. Nó ngẩn đầu lên nữa được. Được ai? Được ta đi được nữa. Cái ghê vậy? Nó ngẩn đầu lên luôn rồi, em nói chắc như khỏi sát quá à. Ở đâu? Gặp ở đâu? Đường này nè. Sáng mới gặp anh nó nói là chạy ra cho vô đường này nè, bò ngang đây nè, ngẩn đầu lên. Nó ngẩn đầu lên vậy nữa nè. Có ngựa gì chứ. Mà ngày là nó ít đi lắm. Đi thẳng luôn. Anh nói khổ gì không biết. Đây, cầm vỏ theo. Đây, nghe nói cái hàng qua sàn dí 4 cái luôn. Dí 4 cái rồi dính luôn. Chạy qua chạy lại, anh nói con rắn lớn chạy qua lại, anh thấy hoài luôn, anh kêu vô đặt. Con này chắc đi không hành cái gì, dở rồi. Ôi, rồi trước, anh coi. Ừ. Đó, con chuột. Cái này mới 4 đêm mà thăm luôn, cho anh bịch lúa. Rồi vừa nè, vừa ăn được rồi nè. Mình rêu nhắc được hai cái. Ừ. Trời lại bảy cái của nhà. Đi có nè. Vượng hành cho hết anh. Hành. Hành bự bổ. Để nhiều phân. Hành nhì. Ừ, đừng hành nhì. Đi nhiều ngày qua nè. Qua ăn vuông đây. Đó. Thấy không? Ừ, có đường qua nè. Cộng ra bắt luôn. Bắt thiện. Bắt hả? Chẳng còn như nào. Bắt cái gì đặt lại luôn. Nó ổn mà. Uống nước dừa được không? Được. Hả? Được. Rồi, cái vỏ ở đây đó. Hai cái anh. Hai cái thăm cái rồi không dính. Không quá ngự lắm, lấy bảy trà bá vô. Con bác nó đang bự bò qua lại hai ba lần. Chưa phải bự, chưa dính, giờ dính đâu hành. Cái gì? Hả? Thiệt nó sợ. Sợ không sợ. Mình thì không sợ rồi. Ôi đừng có hành ngon quá anh. Hành, hành gì? Nó đi qua đường đó nó qua nè, qua vuông anh. Nó thấy ghê không thiệt. Trời ơi. Thấy ghê không thiệt. Giặt bá không thiệt. Thành tổ luôn á. Thành anh nhì luôn á. Anh nhì mà. Con đầu tay. Thầm 4 cái rồi. Ngọt lạ. Cái này chứ đồ không dính. Rồi chứ này mất tiêu, ý còn hả? Còn không dính. Chuột nó mất không? Đó. Rồi, người mạnh giỏi. Anh nhét mình cái nè. Ờ, cục phân. Tản hồn luôn. Ừ. Trời, con ngựa, thiệt tình. Hả? Cục phân. Trời ơi. Đây bắt không đi. Ôi, có người thấy à. Bắt lại đi. Ôi cha, ngựa nửa ký à. Ký cho bự chứ không. Không tới đâu, bốn lạng. Kia, ngay chỗ cái cầu ngay chỗ chuối đi vô còn đặt không? Còn.
bốn lạng, con này bốn lạng, rồi thanh long ra, long một trắng, nó mổ, ui da mổ, rồi bập luôn, đó ra bốn lạng, con này vô lau anh chuột chưa kịp ăn lúa luôn. Để chưa đầu này nè, buông buông đi, đừng kéo ra. Này. Chụp không kịp. Chụp không kịp. Nghĩ có gì đâu nó. Bốn lạng. Này. Con này bốn lạng. Vô một con hổ ngựa đầu tiên, con hổ hành đầu tiên, con ngựa thứ hai. Rồi lụm một con cái chứ, rồi không chạy đây cái hổ hành này. Hả? Chạy hổ hành xíu ba, trời còn chuột luôn, còn còn con gì vô con cắn hổ hành tan quang rồi. Nó mới chạy rồi, con chuột nó xíu luôn. Nhỏ vô ăn được cái gì. Mẹ cầm lên bắt ra coi, để nó cắn tiêu con chuột à. Tiêu không hành. À quên, tiêu hành không hành chứ. Kêu con chuột. Nhỏ quá vô ăn chuột cũng được anh. Nhỏ quá. Chuột vô vậy vô cắn hư hổ hành hết rồi. Chuột nó lẹ quá. Hành lạng. Trời ơi hổ hành. Hư không? Hổ hành quá. Còn được hả? Còn được, mới mới sơ à. Cổ này nè. Hả? Mới sơ gà không sao, còn ngon. Ngon. Con thứ ba. Ba. Cái này chứ rồi dính, hình như dính thành ba đây, như đây. Dính thành ba. Cái này dính không? Lắm. Con. Ừ. Ê nặng. Hả? Nặng. Con ngựa đó. Ngựa mà nặng dữ vậy đó. Nặng. Hả? Ừ, gài hôm luôn. Ê, hai con em ơi. Con hả? Ừ. Hai đứa con nặng là được hình nhất. Hai con. Hai con. Đó đâu không? Đó coi, hai con. Mà cầm con lên mới nặng được hình nhất chứ. Trời. Trời. Ê, con này rất nhỏ anh. Sắp lột da. Con nhỏ, con cắn là nhỏ không con này? Cắn là như mới vô rồi đó. À. Bóng lửa luôn trời. Trời sắp tiếng mưa nữa rồi. Thâm kẹp trong đây. Ủa cái gậy hôm cứ nhát luôn anh. Lắm. Nó vậy lẹ. Hỏi lâu. Hai đây. Con. Con đen bự hơn. Ừ. Con đen 2 lạng rưỡi. Con nhỏ 1 lạng 8. Hai con cộng lại nhiêu? 3 lạng. 1 lạng rưỡi, 1 lạng 8 là lạ. Vô. Để bằng ngựa phóng ra. Ngon lành. Thì anh nhớ luôn. Đừng nói ra. Ê. Không phải. Thức tiêu rồi. Ừ, đây nè. Nè, trời. Đi chơi nè. Cái này không dính. Ôi nặng vậy. Ừ,
Rồi đúng không anh? Ôi sắp ru ra luôn à. Bị hơm đít sắp ra luôn nè. Sao vậy? Ôi sao dẹp lép vậy? Ôi bắt luôn đi. Để ra. Hơn quá. Ra luôn. Hư đít sắp ra. Nó nhùi nhùi. Này có bị ai đạp không anh? Bị lâu rồi. Hồi đạp lại cho nó dẹp luôn. Nó gì nó không đi ra được. Làm á. Không làm được. Chỗ này cái này là mới dài. Nó cỡ cỡ không có khủng luôn. hai lạ rồi. Mới dài dính luôn, ngon lành. Ở có phần dính không à? Trời ơi, vô con gì bị chuột xử chết rồi. Trời ơi, vô con hành. Trời ơi, chuột dữ quá. Tôi điểm khác. Điểm gần chuồng gà nè. Cái chỗ này họ dính con rít nè, đúng rồi. Cái con rít này dính gì không đây? Sát nhà ta luôn, nhà ta, sát bên. Ôi, uống ngựa. Ôi, nó thay da luôn em ơi. Nó chuẩn bị lột da luôn rồi. Ôi, ngựa này còn 7 lạng, 8 lạng á. Ôi, còn 7 lạng lắm rồi. Sắp thay da rồi. Đó, coi. Nó thay da rồi. Thay da luôn hả? Ừ. Trời ơi, thay da nè. Ôi, lột da luôn. Rồi sao, có sao không? Không. Thì không có sao thì bắt. Đi, bắt. Hai da luôn. Ủa, con này giữ nó mổ ghê không? Con ngựa là bự ghê. Ủa, em giỡn bẫy là nó nặng ghê luôn á cả nhà. Tiểu hành chứ. Cái gì ghê ra nè. Ủa, nó thay da luôn. Ủa, nó lột da luôn. Nó, ờ, lột da mới chát luôn. Chắc bữa sau chắc cái gì nó lột hết à. Rồi. Rồi rồi, nó vô vô. Nó quấn vô sách. Rồi, ừ. Ngon lành. Thằng đó. Ừ, 7, 8 lạng, 7 lạng. Nó này cũng được chứ. Được thằng qua. Nè, vô. Chưa, chưa. Vô, ngon rồi có con này vô cái nặng giỏ sách. Nặng luôn. Nặng túi lưới liền. Rồi chạy lại cho khu chuồng gà. Này có con cái hả? Con cái, không có con cái, còn cái nữa, hai cái rồi mất con cái rồi. Có điểm mới. Điểm này có 4 cái. Dính em. Không có chuột. Trời, không có chuột. Cho bịt lúa. Còn đây còn hai cái này hết với chả lắc chạy về dọc đường một cái nữa. Hả? Có hùn nặng. Ủa sao rác không vậy? Trời ơi, chuột mất tiêu rồi. Chuột chết rồi. Sao cầm nó rác hay nặng vậy? Trời gì nặng như xeo nhắn gì. Ngúng tối rồi, đặt lại. Thôi thăm cái đẳng đi. Còn cái thăm đi, đi, nặng á. Cầm nó nặng cũng có chứ. Hơn cái các cỏ gì không mất. Trời ơi. Sao nặng vậy? Ồ. Ui quá anh nè. Nó một đống luôn vậy. Gì mấy con dữ vậy? Ôi vâng mẹ ị ị vâng hết trời. Đi đi. Đi ra đây. Quá trời, 2-3 con gì em ơi.
này nặng, cầm nặng dữ lắm. Hai ba con gì á, cỡ này coi thử coi. Coi thử coi. Thế là một nụ luôn anh. Rồi. Thôi. Rồi. Cái vậy? Ôi ba con. Nghị phân nè. Nè, một con đây hai cái đầu nữa nè. Rồi ba con. Con này nhỏ xíu luôn. Rồi vô lột da luôn. Không ra. Ôi ị phân nè. Đi đâu phải, lột da. Nè, da nè. Sao? Nè. Ôi, này là vô lâu rồi đó hả? Vô lột da nè, đây cục da nè. Hai ba lớp da luôn. Lột da, rồi ba con. Ủa, vô ba con luôn, ghê thiệt. Cầm cái bẫy lên, nó nặng như vậy luôn, cục luôn á. Bắt không á? Bắt luôn đi. Nãy gom mới bẫy về bị chó quần, gom về luôn. Chứ còn ba cái nữa mà giờ chắc không có thăm quá. Ngon lành. Sao không thăm, làm biến hả? Nó chạy về dọc đường một cái, ra ruộng hai cái. Ai biết, thăm luôn. Thì thăm hết luôn, nó dính sao? Dính thì... Ai biết cũng thăm, chạy về thăm. Ôi, nó lột da nó nằm chứ nằm một cục. Ý, đó, đó. Nè, phân nè. Trời ơi. Bạt phân da nè. Quá trời da. Còn con nữa. Ba con nè. Ba con nữa hả? Ba con nè. Ừ, ba con. Lớp da nè. Con này nhỏ xíu à. Ở đây nè, hai ba lớp da luôn. Quá trời da luôn. Rồi, cái bảy ba con nắm nùi luôn. Ừ, ba con. Ở bảy ba con nó một nùi luôn. Nùi da luôn. Nùi rắn luôn. Đây, bỏ vô. Trời ơi. Nùi vậy nửa ký về 6 lạng à. 6 lạng giữ, 7 lạng giữ. Vô. Bạc này vô nữa nặng tới lưới nè. Vô. Vô, vô, vô. Đấy, đấy. Ra con nhỏ. Cho vô đi. Khó khăn cái gì rồi kiếm đường thoát ha. Ngon lành. Thôi ơi, nó nặng á, nó trúng hôm qua. Đây đi đồng nhà trúng hôm qua, không có răng bự, nhỏ nhỏ. Ngon không? Sao thăm đỡ không hay gì à? Em biết thăm thăm. Để chạy thì về nhà thăm cái nữa đi, thăm ba cái nữa đi. Anh đây để bỏ nhiều khi dính rắn ổn. Ừ. Ra tới ruộng nhà rồi. Khu này khu nhà này. Ruộng cỏ của nhà luôn. Đây nè, nhà. Hôm đây. Hôm đây có rắn lớn lắm. Bà không ra ăn cắt cỏ không thấy. Kêu ra đặt. Đây chặn hai cái liền. Xịt thuốc mốt xạ mà. Đây nè. Mấy cái nấm ruộng này mốt xạ, hõm đồng cỏ cho bò rồi thịt bỏ rồi xạ. Nâu ê, con ngựa mỏ cái hộp gì vậy? Ừ, ngựa cũng bự anh. Ngựa bẫy lớn nè, bẫy này lớn phần hai lận. Đang đặt hôi dành hả? Ừ, lấy hôi dành mà kiếm dâm bự nè. Rồi, bắt luôn. Nó mổ hết để ra đi kia thăm cái kia luôn đi. Dính không? Đây lúa. Ngay góc này. Hôm đây cũng có lột lớp da lớn lắm. Dính không? Dính dặn đi. Dặn 1,5 ký. Rưỡi. Đi thuốc đó đó. Lụm. Ôi cuộn chuột. À. Có rắn không? Đây có rắn nè. Cái gì vậy? Thôi con hành cuộn chuột luôn. Anh bự với con anh. Mới vừa tối quá. Ngon lành. Ôi bẫy này mình lại rồi. Bẫy lại. Cuộn chuột luôn.
mới vừa tối luôn. Trắng không? Hả? Trắng là không? Rắn này nó ăn con ếch, nó ối ra là hèn dĩnh hôi. Ừ. Ăn ếch vô đây tính ăn chuột nữa mà nó ối cái luôn. Cái này làm biến đi thăm, thấy là ra dính hai con rồi. Thích cái này để không có thăm. Nó ăn ếch, ối ra ăn ếch kìa. Rồi bắt luôn. Nó bẫy bẫy lớn nè, bẫy lớn hồi xưa làm nè, hồi xưa mới ra nghề làm bẫy vậy đó. Cái này còn chuột là sao? Nào anh bắt đi. Nè ngon lắm. Rồi hai cuối đá ta à, tính làm biến không, không đi thăm. Biến đi thăm nó bỏ ra hai, bỏ hai rắn rồi. Chặn chặn thôi, vợ dính ngựa dính hành thôi. Xám. Dạ. Mùi xám. Ôi, xám thịt ăn. Ừ, xám thịt luôn. Dạ. Dạ. Vậy ngon không? Ngon chứ. Dính rắn là ngon. Con ngựa. Trời ơi, nó tri cái áo. Ôi, nó gớm không? Ớn thôi chứ. Ừ. Con ngựa. Ngựa không hả? Ngựa với con hành. Dạ. Dạ cắn rồi, kéo ra coi đây nè. Ừ rồi, bây giờ rồi nghĩa trì cái áo ớn luôn. Dạ nghe dưới này hả? Ừ, dưới này nè. Rồi đi bắt này ra này, nó dưới này dưới hành nó nuôi nó ăn con ếch thì nó ối thì ghê quá. Ba cái nha. Đây mày đặt mấy cái? Hai cái. Hai cái hả? Hai cái. Ừ, tao cái này lời nha anh. Rồi. Cá không? Hư hư hổ hành không? Không, hành mới vô tối nha. Chuột nhỏ nóng xử lại. Chưa ăn hả chứ? Ăn non nhái rồi đó. Đó. Hành cũng được chứ bộ. Ủa hành cũng trọng rồi. Hai là ăn. Nó nhái thì nó không ăn nữa. Còn này ngon hôm qua đó. Đây đồng nhà trúng hơn ngày hôm qua. Rửa tay hôi quá. Đi cho một bà tới ớn không? Đi một bà tới ớn không? Đặt thêm cái nữa anh. Không có cả nhà ơi. Đâu anh nhiều? 4 kg. 4 3 kg vậy. Rồi. Ngày trúng hôm qua nhưng mà cũng không có trúng về dữ. Ngon rồi. 3 kg rưỡi đúng cần. Ôi ngon rồi. Còn ngon 3 kg 4. Này trúng rồi. Vậy ngon đông nha, vậy đủ cơm. Quá ngon quá, cái không gấp chuột hôi ra, chuột ối. Vô nó ăn vậy nó ối luôn. Ghê quá. Ơn quá. Ơn quá. Em chào tạm biệt cả nhà. Chào tạm biệt cả nhà luôn. Nhà cái nhà clip ngày mai. Mai qua Châu Thành. Ngày mốt qua cầu Mỹ Lợi đi, mai qua Châu Thành trước.